nếu như bạn là nữ xem video này thì rất là bình thường. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình cũng như tin tưởng của mình. Nhưng nếu bạn là nam, bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn có thể ấn qua video khác nếu như các bạn ngại. Nếu như các bạn có người thương đó, có thể là mẹ, là bạn gái, là chị hay là gì đó, thì các bạn hãy xem video này để mình có thể hiểu hơn một tí về những người phụ nữ mà mình yêu thương. Có nhiều cái tình huống mà để mình giải quyết, mình có thể hiểu được. Và trong cái tình huống đó mình có thể giúp bạn gái, những người phụ nữ, mẹ, chị của mình yêu thương giải quyết những cái vấn đề đó. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Lời đầu tiên mình muốn nói đó là mình rất cảm ơn tất cả các bạn, những bạn đã từ bình luận trên kênh của mình, những bạn đã bình luận rất nhiều và luôn ủng hộ mình, rồi kể cả những bạn đã xem video nữa. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều, các bạn chính là động lực để mình tiếp tục up video như thế kênh này. Và chủ đề ngày hôm nay của mình đó sẽ là con gái làm thế nào để có thể bảo vệ được bản thân. Bảo vệ ở đây là kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có nghĩa là từ bên trong lẫn bên ngoài luôn. Đầu tiên thì mình sẽ nói hai điều mà ai cũng biết trước, đó là chúng ta cần phải uống đủ nước. Có một cái công thức để tính chính xác cái lượng nước mà các bạn cần uống trong một ngày cung cấp cho cơ thể của mình. Tại vì nếu như mà mình uống nhiều nước á, thì sẽ dẫn đến hiện tượng là cơ thể nó bị phù. Và đặc biệt là uống sau 8 giờ tối, uống nhiều nước sau 8 giờ tối thì người mình nó sẽ không có kiểu nó không, nó sẽ bự ra nhưng mà nó không hẳn là mỡ, mà nó kiểu bị phù nước các bạn. Nước nó sẽ tích trữ ở trong những cái cơ, những cái tế bào như thế này. Nếu như các bạn uống quá ít nước thì da của các bạn nó sẽ bị khô sùng sùi và nó cũng ảnh hưởng hàng ngày đến giao tiếp. Công thức tính lượng nước thì chúng ta sẽ bằng cân nặng của các bạn nhân 2 nhân với 0.5. Các bạn có thể tìm được cái công thức này trên mạng rất là dễ dàng luôn nha, và sẽ giải thích là tại sao lại nhân 2 0.5 rồi đó. Thì ở đây có thể tham khảo bảng dưới và đối chiếu theo cân nặng của mình như thế này. Nó sẽ có hết ở đây, thì các bạn dựa vào cái bảng này này để chúng ta xác định là một ngày mình cần bổ sung cho cơ thể bao nhiêu nước để có thể có một cơ thể khỏe mạnh và tràn trề sức sống. Là nước không chỉ tốt cho cơ thể của mình mà nó còn rất là quan trọng cho những cái cuộc đàm thoại, đối thoại chẳng hạn. Ví dụ như trong một cuộc trao đổi nói chuyện á, có cái ly nước trong tay ấy, thì nó sẽ có một cái thế gì đó chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Hoặc là khi các bạn đang bận làm việc xong rồi mình phải nói chuyện, mình phải tiếp khách á, thì chúng ta sẽ uống nước vô thì nó sẽ khơi thông cái giọng của chúng ta lên, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Điều thứ hai mà mình muốn nói để có thể bảo vệ cơ thể từ trong ra ngoài, đó là kem chống nắng và nước tẩy trang mà mọi người hay gọi là double glycerin. Thì đây là cái bước rất là quan trọng. Hồi trước á, lúc mà mình ở trên Đà Lạt là năm 18 tuổi, là lớp 12 á, thì mình không xài kem chống nắng đâu. Xong rồi lúc đó kiểu da bình thường mà mình khỏe, mà cái thời đó Đà Lạt cũng chưa có bụi. Cộng thêm nữa là ăn uống sạch sẽ, công việc thường ngày như mình á, thì chỉ là đi học thôi, mình không phải lo quá nhiều, nên là mình chỉ ăn học ngủ đúng giờ thôi. Do đó là da của mình nó được mọi người nói là da rất là đẹp, rồi da hồng hào này kia. Nhưng mà khi xuống Sài Gòn rồi mình vẫn nghĩ là như vậy. Sau đó mình thì không có bôi kem chống nắng nè ra đường á, thì mình chỉ đeo khẩu trang thôi. Mà hồi ở Đà Lạt là không khẩu trang không mũ luôn. Sau đó thì xung quanh mắt mình nó xuất hiện những cái nếp, những cái tàn nhang, mình cũng không biết nó là cái gì mà kiểu nó như nó đốm thế này nè các bạn. Nó đốm, trừ những chỗ mà đeo khẩu trang ra thì nó sẽ bị đốm hết. Nếu mình sợ quá mình bắt đầu mình sử dụng kem chống nắng, thì mình đã xài qua rất là nhiều loại, như là cái gì Omi của Nhật nè, rồi có loại kem chống nắng mà dạng cushion á, ứng xong rồi nè. Nói chung là hồi mới xài kem chống nắng á thì mình nghĩ là kem chống nắng nó thần thánh lắm, nó như kiểu là vừa che khuyết điểm rồi này kia, nên là mình cố gắng mua những cái loại mà N trong một để xài cho nó tiện, nhưng mà nó không có hợp với mình. Sau này mình phát hiện ra là cái phong cách mình thích hợp đó là phong cách tối giản thôi, đơn giản thôi, chứ mình mà cầu kỳ vô là nhìn mình nó lố lăng lắm. Có nhiều cái video mà các bạn thấy tự nhiên cái mình ngựa là tự nhiên mình thấy mình lố lăng liền. Trước đó thì mình xài cái hũ kem chống nắng màu trắng mà cái nắp vàng vàng của Skin Nova nhựa sữa, mình thấy rất là tốt. Nhưng mà cái giá thì nó hơi cao một tí, mình quyết định đổi qua kem chống nắng của Sinca, cái loại cao này nè các bạn, bự thế này nè, 150, 180 gì đấy. Nhưng mà mình xài cũng được rất là lâu, và khi mà mình lên Đà Lạt rồi mình cảm giác là chỉ còn một ngày mà mình không xài kem chống nắng thôi là bắt đầu mình sẽ xuất hiện những cái đốm ở đây liền. Buổi tối về thì bắt buộc là phải tẩy trang luôn, tại vì kem chống nắng nó sẽ làm cho da nó có một cái lớp hơi dính một tí, thì bao nhiêu là bụi bẩn đồ nó sẽ dính hết vào đó, nên là làm gì cũng phải tẩy trang như các bạn. Cho dù các bạn không muốn đẹp đi chăng nữa, có muốn sử dụng sản phẩm mắc tiền, có ăn uống bổ dưỡng cái này có kia đi chăng nữa, nhưng mà thời buổi hiện bây giờ thì các bạn nhớ là phải sử dụng kem chống nắng và tẩy trang. Và các bạn có thể tra rất là nhiều beauty blogger cũng như là những cái bài viết về da của các bạn là da gì và thích hợp sử dụng những loại kem chống nắng như thế nào, thì cái này mình không chuyên, mình cũng không nói tới nữa. Nói chung là nhớ xài kem chống nắng và tẩy trang các bạn, để có được một làn da khỏe mạnh và sẽ
không có hối hận sau 25 tuổi á, tại vì sau 25 tuổi là da bắt đầu lão hóa rất là nhanh. Lúc đó nhiều khi mình có xài kem chống nắng á, thì nó cũng chỉ là cứu vớt thôi, mình nên bảo vệ từ bây giờ. Điều thứ ba mình muốn nói là nó rất là đơn giản thôi nhưng nhiều khi chúng ta cũng không để ý đâu, đó là khi các bạn sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Hơi kỳ một tí nhưng mà khi các bạn sử dụng nhà vệ sinh công cộng á thì các bạn nhớ ấn xả nước trước khi chúng ta sử dụng. Tại vì chúng ta không biết được là cái người trước đó như thế nào, tình trạng bệnh lý ra sao. Rồi cộng thêm nữa là cái tình trạng bệnh á nó sẽ biểu hiện thông qua những cái chất thải đi ra ngoài, nên là tốt nhất là các bạn giật nước đó cho nó sạch sẽ, thật là sạch sẽ đi rồi sau đó chúng ta mới sử dụng. Nhưng mà có khả năng á thì nên lót giấy xung quanh hết rồi đó cho nó gọn gàng một tí, sau đó mình gom mình vứt vào cái thùng rác là được. Mình là con gái mà có những cái khoa mà nó chữa cái bệnh đó nó cũng phức tạp lắm, mà mình cũng không nghĩ là chúng ta có ai mà muốn dính tới cái bệnh đó đâu, nên là mình để ý một xíu thôi để chúng ta có thể phòng ngừa được những cái bệnh liên quan tới những cái vấn đề phức tạp đó nha. Điều thứ tư mình muốn nói đó là một câu chuyện hơi nhạy cảm, đó là về vấn đề băng vệ sinh. Thì nếu như mà các bạn nam đang xem video này mà các bạn ngại thì các bạn cũng có thể nét qua, nhưng mà nếu các bạn thực sự quan tâm đến người phụ nữ của mình, những người mà mình dành tình yêu thương thì các bạn cũng có thể xem, tại vì đây là một gợi ý của mình. Trước đây thì mình hay xài những loại băng vệ sinh như là Dana, CC, Cool Fresh, rồi những cái loại băng vệ sinh của Nhật này kia đó. Nhưng mà sau đó thì mình phát hiện ra là được tẩm ướp rất là nhiều mùi đã ác để những cái mùi mà gây ra cảm giác khó chịu đó. Thì mình cũng xài khá là nhiều, nhưng mà nhiều lúc thì mình cảm thấy nó sẽ khá là ngứa ngáy và bực bội và kiểu gì á. Nói chung là mình cảm thấy không có thoải mái với cái mùi đó. Mình nghĩ là những cái bộ phận mà nó nhạy cảm như vậy, mình tiếp xúc với những cái mùi hương hóa chất á thì thật sự là nó không tốt. Sau này thì mình lên những cái web, những cái group để mình coi là mọi người sử dụng những cái sản phẩm nào thì cho nó tiện lợi. Trong đó thì sẽ có Cốc Nguyệt Sang, Tâm Bông rồi đó này kia, nhưng mà mình quyết định là vẫn không xài những cái đó. Mình chuyển qua đổi qua xài cái loại mà tả lót sơ sinh dành cho em bé. Và ở đây thì mình xài của Bobbi Brown. Thì các bạn cũng có thể sử dụng của Huggy hay là gì đó, tùy các bạn. Nếu như mà được đó thì các bạn có thể thử, và mình thấy những cái quán tạp hóa thì có bán lẻ từng miếng cho em bé, các bạn có thể mua lẻ về để chúng ta thử có hợp hay không. Nghĩa là sản phẩm này được thiết kế dành riêng cho em bé, đó là những làn da đặc thù cực kỳ nhạy cảm, nên là nó cũng sẽ phù hợp với những cái vùng nhạy cảm của mình. Cộng thêm nữa là sẽ không có hương liệu ở đây, nhưng mà mình không thích, thực sự là mình không thích cái mùi hóa chất mà nó nồng nặc như vậy. Một điều nữa là cái miếng nó vô cùng là mỏng và nó ôm sát, không phải là hẳn ôm sát nhưng mà nó không phải là như là siêu mỏng bình thường mình xài đâu, nhưng mà nó rất là thoải mái, nó êm kiểu gì á. Nhiều khi mà mình cảm giác mình ấy mà mình quên mất là mình đang tới ngày luôn á. Cái vấn đề mà ban đêm á, trước đây mình hay xài những cái miếng mà bự như thế này nè. Nói chung là các bạn nữ thì các bạn sẽ hiểu thôi, hoặc là tả quần hay gì đấy. Nhưng mà sau này mình cũng quyết định đổi qua cái loại mà một là tả quần của em bé hay là tả quần như người già luôn. Bởi vì đây là những sản phẩm mà phục vụ cho những cái đối tượng da vô cùng nhạy cảm và nó không khoái chất, ít độc hại đồ này kia. Thì mình cảm thấy rất là phù hợp với mình, nên là nếu như mà được thì các bạn cũng có thể thử nha. Điều cuối cùng mà mình muốn nói đó là trong khi mà chúng ta ra ngoài á thì cái vấn đề mà giao tiếp hàng ngày là không thể nào tránh khỏi được. Các bạn không thể nào mà nói là mình chỉ đi ăn với những người quen như này kia ABC, từ người lạ mà các bạn không đi gặp á thì là đâu ra người quen, đúng không? Ít nhất thì mình cũng phải trao đổi công việc, tiếp xúc, trò chuyện, gặp gỡ, làm quen, hẹn hò gì đấy, hẹn hò trên Tinder gì đấy. Đây là cái mà mình hay sử dụng khi mà lần đầu tiên đi gặp gỡ với những người mà gặp gỡ lần đầu tiên á, những người lạ, đặc biệt là những người khác giới. Đi ban ngày hay đêm gì cũng vậy hết nha, thì các bạn hãy lựa ra một người mà các bạn thực sự tin tưởng, những người bạn thân, đó, nói chung là những người các bạn thực sự tin tưởng. Bạn cung cấp thông tin cho bạn đó là tối nay mình sẽ đi gặp ai, ở đâu, dự tính đó là mấy giờ sẽ về, có tới đúng cái giờ đó thì bạn đi. Mình đó thì mình hay dặn bạn cùng phòng của mình là nếu như mà giờ đó mà không thấy tao về á thì mày gọi điện thoại, mà nếu gọi điện thoại mà không thấy tao bắt máy á thì mày tới chỗ đó tìm tao, còn nếu như mà tới chỗ đó mà không thấy tao nữa không thấy tao nữa thì mày biết là tao có chuyện rồi á, thì mày cứ báo công an đi. Thì, ví dụ như mình hẹn buổi tối, tại vì ban ngày mình vẫn đi học rồi đi làm, mình hẹn buổi tối thì sẽ tầm 7 giờ đi uống cà phê ở Trung Nguyên Ly Trần đó các bạn, hoặc là đi ăn pizza Domino, thì sau đó tới tầm 9 giờ bạn mình sẽ gọi điện hỏi là Trang ơi mày đâu, này kêu là 15 phút nữa tao về. Nếu 15 phút nữa mà nó vẫn không thấy mình về á thì y ra mẹ sẽ gọi điện lại, và không thấy sẽ tới tìm. Nhưng mà cái vấn đề mà tới tìm á là chưa bao giờ xảy ra nha, tại vì khi mà mình xác định là mình sẽ đi gặp gỡ một ai đó thì mình cũng phải xem là cái độ tin tưởng bạn đó như thế nào mình mới quyết định đi, chứ không phải là khơi khơi mà mình đi ra đó mình gặp người ta được. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái
sự nguy hiểm của mình đó. Nói chung là con gái nó phức tạp lắm, nên là mình phải quan sát một cách kỹ lưỡng, sau đó mình mới quyết định đi gặp mọi người, đi gặp cái bạn đó. Nhưng mà không phải lúc nào mình so xét kiểu quá cũng đúng, tại vì có nhiều người mà người ta chỉ thay đổi trong cái lúc mà người ta muốn gặp mình thôi, và mình thường thế nào mình không biết. Nhưng mà nói chung là để đề cao cảnh giác nhất có thể thì các bạn cứ nhắn tin, địa chỉ, số điện thoại, đồ giờ giấc này kia, ABC gì đó cho một người bạn thực sự tin tưởng. Tại sao lại là tin tưởng? Bởi vì bạn đó quan tâm mình, sẽ không mang những chuyện đó làm trò đùa và thật sự quan tâm tới mình để mà có thể coi đúng ngày đúng giờ đó để mà gọi mình về hoặc là đi tìm mình về nếu như mà thật sự có vấn đề gì đó xảy ra. Thì trên này 5 điều mà mình nghĩ là đơn giản, mọi người có thể bắt gặp ở nhiều video khác, ở những cái bạn khác, nhưng mà mình cũng sẽ nhắc lại, tại vì mình nghĩ là nếu như mà các bạn nghe mọi người một ít ra chỉ thông tin nó sẽ được nào vào đầu từng tí, thì tới lúc mà xảy ra một cái vấn đề gì đó hay cái chuyện gì đó thì các bạn cũng sẽ nhớ tới để mà có cách giải quyết phù hợp. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhiều hơn nữa, và nhấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và tạm biệt các bạn.